con máy một Nakamichi 1000 trơn. Các dòng máy 1000 trơn hay là mã thì nó cũng không khác nhau là mấy đâu nha. Thì cái dòng này nghe trước 15 những dòng nhạc. Ghi âm trước năm 1915 hay lắm, tiếng đã lắm. Dày hay. Và thiết kế của máy rất là kỹ. Máy này mình làm trước Tết một lần rồi, nó liên quan tới vấn đề đầu tư. Người ta đã thay và đã chỉnh tùm lum, mình làm hết lại rồi. Sau đó thì phần phát móc kênh cũng thay hết tụ rồi. Mớ tụ nó hư, mấy cái dòng Naka này về chịu khó thay nha. Rồi tới cái phần ghi thưởng lập trà lập chọc không ghi được, mình cũng đã xử lý cái phần ghi. Thì khi sửa tới phần ghi thì cái phần xóa thì nó xóa không có sạch. Xóa không sạch thì mình thử ghi một đoạn băng chưa hết một mặt là cái đầu tự ghi hư rồi. Có nghĩa là mình đo cái tần số phát ra để xóa là nó từ 100 kHz, thì đúng 100 kHz, không thiếu không dư và hoàn toàn phù hợp, mạch không có vấn đề nha. Và cái dòng Naka 1000 thì nó hay hư được từ xóa, thì cái dòng 700 thì nó lại hay hư được từ ghi. Dòng Naka đời cũ nó vậy đó, nhưng được nó bị nhược điểm này thì nó lại có ưu điểm khác nha. Tiếng hay, giá cũng tương đối ổn, tầm ba mấy triệu thì một trơn, tầm 38 45 triệu thì cho nó là con máy hay là mã chẳng hạn. Thì khi mà làm xong hết rồi, mấy dòng 1000 trơn với 1000 hay là mã nghe tiếng đã như cối, dòng cối mười mấy 20 triệu vậy là không có thui đâu. Ok, máy này nó đang bị vấn đề lỗi đầu tự xóa không xóa được, nên là phí của mình lấy 2 triệu tiền công thôi nhé. Nếu mà nó xóa đầy đủ ngon lành hết thì con máy cho mình phải lụm 5 triệu bạc chứ không phải ít, tại vì làm rất là nhiều. Nói thì anh em chắc không tin đâu. Để làm một con máy ngon lành theo ý của mình muốn cho mọi người được xài hết bi, bỏ tiền công ra, bỏ tiền làm ra. Thứ nhất là người ta chờ, máy này cũng đã hơn năm. Thứ hai nữa là mang máy về nó phải ổn định, nó phải ngon, nó mới sướng quá. Đấy. Bảo bỏ máy ra, bỏ tiền, bỏ thời gian chờ ra, bỏ tiền công sửa mà không có như ý, ai cũng bực. Nên là mình lấy 2 triệu thôi. 2 triệu là cũng khá cao, bình thường thợ người ta lấy vài 300 ngàn. Thợ người ta lấy tầm chắc 300-500 gì đó, thì họ sửa một cái phân vấn đề nào mà anh em báo thôi, còn mình làm tổng thể, làm hết. Kể cả mấy cái dây rơi cura cao tơ hay là cái hệ thống bánh tua hồi trước nó còn tua cà giật cà chọt mà gọi là bánh đá đó. Hệ thống bánh đá, bánh tua, cura hay là mọi thứ đều phải làm hết rồi nha. Băng này là băng mình xóa băng trắng cho nên là ghi được, nhưng nó bị, nếu anh em muốn ghi thì phải dùng một cái băng trắng, băng mới mới ghi được nha. Còn nếu mà băng mà còn nội dung thì không xóa được đâu. Có nghĩa là hệ thống ghi mình đã làm ngon lành cành đào rồi đó, chỉ còn vướng ở chỗ hệ thống xóa nữa thôi, mà vừa kiếm đầu tư thay vào. Đợt trước, mấy năm trước thì mình với có một anh thì cũng đi xem một con máy 1000 trơn này. Ở thời điểm đó người ta bán không rẻ, bán hình như có 24-25 triệu gì đó. Mình thấy giá mềm quá đi xem, thì cái đầu tư xóa người ta vẫn thay, cho nên là mình nhìn vào là biết là thay rồi nên mình không có lấy, cho dù giá nó mềm. Đó là thợ xem chứ người bình thường người ta cũng không biết đó là đã thay đâu. Đây là đang ghi nè, chúng ta bấm ghi rất là ghi đó. Đó. Xuống nè. Giờ vừa ghi rất rồi. Về kiếm mà tự xóa thôi, đầu tự xóa cái này mình cũng chịu, không có. Nếu muốn có thì cũng phải kiếm, hình như là để mình lên mình tra lại coi, không biết là cái con Nakamichi 700 trơn nó có cùng xóa không. Tại vì dòng đó là dòng đời thấp, giá thị trường nó rơi vào tầm 12 rưỡi 14 rưỡi thôi, đó là mấy ngon á.
còn mấy mà sát thì người ta bán tôi vào cũng tầm 5 4 5 triệu đó, thì mình lấy lục từ xóa quá, lục từ xóa bỏ vào xong sát nó thì sát thì sát, nhưng mà ý là máy cũ á, máy nó bị lỗi vấn đề ghi đó. Naka 700 hay bị lỗi, nó không có đầu tư ghi đúng không ạ, kiếm không ra đâu. Ok, chúng ta sẽ mà nghe lại thôi là biết. Để tôi tua qua cái đoạn trống này. Ta bỏ này ta test này. Bỏ 57. Vậy thôi. Vậy nghe chơi. Ok rồi. Yakura cũng thay rồi, Yakura nó rung tiếng. May còn Yakura của nó là 19 cm nha. Gặp đôi á. Nếu ra về muốn ngon nữa thì thay vào tiếp. Hiện tại nó không có rung tiếng được rồi. Bây giờ Yakura giờ mua nhiều loại mới test được, chứ còn một loại cũng khó. Máy này không biết mua phương tiện nào. Ok.